ngày 15 tháng 3 năm 2024, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang đã có buổi tiếp đón và làm việc với đại diện Trường Đại học Hòa Phạm Đài Loan. Đồng thời, hai bên đã có bản ký kết ghi nhớ những điều khoản hợp tác trên lĩnh vực hoạt động giáo dục Phật học. Buổi tiếp đón và làm việc diễn ra tại trụ sở lớp cao đẳng Phật học Chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với sự quan lâm chứng minh tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Cố vấn Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Đại đức Thạc sĩ Thích Huệ Phát, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, cùng chư vị Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh lớp cao đẳng và trung cấp. Phái đoàn Trường Đại học Hoa Phạm có giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Dương, Viện trưởng Viện Nhân văn và Nghệ thuật kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trường Đại học Hoa Phạm, trưởng đoàn. Giáo sư tiến sĩ Cao Vĩ Dĩnh, trưởng phòng quan hệ quốc tế Trường Đại học Hoa Phạm và sư cô Thích Nữ Diệu Nga cùng tháp tùng đoàn. Nhằm mục tiêu giao lưu và xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hoa Phạm và Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang về phương diện học thuật, đào tạo nhân tài cho Phật giáo nói riêng, cũng như xúc tiến sự phát triển về văn hóa, giáo dục của hai nước nói chung. Trong chuyến thăm viếng và làm việc lần này, đại diện hai trường đã có bản ký kết ghi nhớ những điều khoản hợp tác trên lĩnh vực hoạt động chuyên ngành. Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Phát bày tỏ niềm hoan hỷ khi được tiếp đón phái đoàn Trường Đại học Hoa Phạm đến thăm viếng và có những giới thiệu chuyên môn để tăng ni sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang có thêm tầm nhìn mới và sớm có định hướng học tập trong tương lai. Đại diện Trường Đại học Hoa Phạm, ông Hoàng Trí Dương phát biểu cho biết, mục đích của Trường Đại học Hoa Phạm là luôn hướng đến đào tạo cho các thế hệ học sinh, sinh viên hoàn thiện hơn về phương diện học thuật, tìm kiếm nhân tài cho Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung, góp phần phổ quá Phật Pháp đến với cộng đồng. Với vai trò là cố vấn Trường Trung cấp Phật học, Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tán thán sự nỗ lực của Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang trong lĩnh vực chuyên môn trong thời gian qua. Chân thành cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Phạm trong lĩnh vực giáo dục đến với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Tiền Giang nói riêng, hướng đến chung mục đích đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ chân, thiện, mỹ cho Phật giáo và xã hội. Nhân đây, Thượng tọa cũng giao trách nhiệm cho Đại đức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang phải theo dõi sát sao đến quá trình theo học của tăng ni sinh tỉnh nhà tại Đại học Hoa Phạm cũng như các trường đại học, học viện mà bổn trường đã ký kết hợp tác đào tạo. Dịp này, ban tổ chức cũng đã dành thời gian để tăng ni sinh có những câu hỏi giao lưu, tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo, điều kiện học tập, từ đó có những định hướng nghiên cứu, học tập trong tương lai gần.